mấy trăm mấy lần. Vậy mày cho mấy nào? Vậy bà. 300 ngàn thôi. Mày vừa phải thôi. 300 ngàn. Ờ. Rồi đủ xịn giờ đó. Vậy là đủ mà. Ờ, vậy là đúng rồi nha. Cái kia 400 ngàn má làm cuốn sách vậy nè mà không có em. Dương ba. Vậy cái bánh nguyên chắc còn 8 triệu mấy. Dương ba. Thằng này nó về cái đồn nó bà nó mua bánh kem 400 mấy. Nè, đó, nè, đó. Nó đơn đưa đưa. Đó, người ta đang làm mấy